chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Bầu trời lại bất ổn, chuyển sang một màu đen, hầu như đã phủ trùm cả một khu vực. Các sư thầy chắc chắn là sẽ đi trong trận mưa này. Xót xa cho những anh chiến sĩ công an phải dầm mình hứng chịu trong cơn mưa rất lớn để phân luồng giao thông khi thầy Minh Tuệ và các sư khác đi qua. Song song bên cạnh đó, thương lắm những bà con đất Huế, mang tình yêu thương bằng cả trái tim, cũng như là nhìn mặt thầy, dù một cái gật đầu hay nhìn thấy nụ cười nhẹ của thầy Minh Tuệ cũng cảm thấy vui và mãn nguyện. Chắc có lẽ trận mưa này mang đậm dấu ấn của thầy và bà con vùng đất Thừa Thiên Huế. Rồi anh công an dễ thương, anh nước nhẹ hết trơn rồi kìa. Kiếm áo mưa đi anh. Đây nó là sự tích hiện tại thời gian qua dầm mưa vậy đấy. Biết bao lâu rồi. Không có thể cho mấy anh công an là anh dầm mưa suốt luôn mà. Bà con vẫn vui vẻ. Đó trời nè, bà con Thừa Thiên Huế mình dễ thương lắm nha mọi người. Đây, ai ai cũng dễ thương cho nha. Đó, mấy anh công an nè, anh nào lấy bút nhẹp hết trơn rồi nè, thấy không? Mưa lớn à, mưa bây giờ nè. Trời bây giờ tối om hết trơn như thế này. Sẽ đi à? Quá trời bà con luôn nè. Quá trời luôn nha mọi người. Mấy cái gọi với anh cảnh sát giao thông hỏi liên tục luôn mọi người. Đây cả nhà thấy anh công an là dễ thương mọi người. Lúc nào cũng cười cho nghe mọi người. Thấy chưa? Đâu đâu thầy ra đâu. Đó, cô chú anh chị bà con là sư Minh Tệ và các vị sư huynh đang đang đứng thành hàng dọc để di chuyển ra đó bà con. Mưa cỡ nào họ dân cũng đứng đây để không dân có tiền dùng, đứng đây để mà trực tiếp cho bà con mình thấy cận cảnh. Mưa lắm nha mọi người, mưa lớn lắm mọi người. À đi quái tới rồi. Thank you.
đi luôn hả? Đi luôn á. Đi luôn nha. Quá thì đi luôn rồi. Rồi, xin lên thấy mưa luôn. Rồi, sự việc quá lẹ luôn quý vị ơi.
vừa ra đi là mưa cũng tới luôn nha mọi người. Mưa nha mọi người.